Đang đứng trên cầu Trần Hưng Đạo á, gia đình ơi. Và trên giữa là có con sông. Ghe bà con mình đang đậu nè. Đó, cầu này có cái tên là cầu Lê Hồng Phong nha gia đình. Mến chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Em hiện tại giờ đang có mặt tại chợ ở Phan Thiết này gia đình. Hôm nay em mời cô chú anh chị cùng với em đi dạo một vòng ở chợ Phan Thiết, xem bà con ở đây tiểu thương ở đây buôn bán như thế nào và cuộc sống như ra sao. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Dạ, bắt đầu bây giờ em bước vô trong khu vực lòng chợ này gia đình. Chợ Phan Thiết đây cũng lần đầu em mới có ra đây thôi. Ở đây là đầu tiên mình bước vô là nó có cái đồng hồ ngay trước mặt chợ luôn nè. Và cái khu này gọi là chắc là khu A. Chắc nó có nhiều khu. Giờ em đi từng khu cho gia đình xem. Dạ, cái chợ Phan Thiết này của mình á là đi bên hông chợ là nó có một cái dãy bà con mình mua bán đồ ăn này gia đình. Đồ ăn sáng buổi sáng. Hiện tại bây giờ em có mặt tại chợ Phan Thiết, giờ này cũng 7 giờ rưỡi rồi. Đây mình bán là tôm chiên bột nha gia đình. Tôm chiên bột ở đây trong những người ta thích ăn như vậy, em bán 5.000 con. Một con như vậy là 5.000 chị ha. Dạ. Còn đây là trứng mực hả chị ha? Cái này là bánh té á, cái trứng của con mực á chị giả ra chị dẹp vô. Dạ, bánh tráng chiên mực. Dạ. Một người dân địa phương cũng thích ăn vậy á, giòn giòn. Dạ. 10.000 bốn miếng, cái này cũng 10.000. Dạ, cái này là 10.000 bốn miếng ha. À. Dạ. Còn cái này là trứng con mực ống á em. Trứng mực ống của mình á. Ừ, chị giả ra ở đây. Trời ơi, nhìn ngon quá. Chị như gia vị chị chiên. Dạ. Còn cái này chị để thì chị hấp. Còn này trứng mực nang. Còn cái trắng trắng này là trứng mực nang. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc chị mua may bán đắt nha. Dạ. Đây là có cái cô đây bán bánh chè. Buổi sáng giờ này bà con bắt đầu đang đi chợ lần lần rồi gia đình. Đây là xôi dĩ. Bánh tay giạt. Đây là bán chả giò, gỏi cuốn rồi gia đình. Còn đây là em gái, đây là bán chè. Chè đây là có chè bắp, chè đậu xanh đánh, bánh ít. Dạ, giờ mình đi vô. Ở đây là hai bên hông chợ là có nhà bà con mình ở á. Mình mới bước vô là thấy có mấy gian hàng bán bánh, thấy cũng bắt mắt lắm. Đây cô này bán xương xăm xương sáo này ăn với lại nước đường với đá cũng ngon lắm á gia đình.
Bánh này bánh gì em? Dạ bánh tráng dạ. Cái này nhiêu một cái? Lấy cho anh 4 cái đi. Bánh ít lá gai ha. Dạ. Mình nhân nhân gì ở trong đó vậy em? Dạ, nhân dừa anh ạ. Dạ, nhân dừa. Rồi, cảm ơn em. Em lại bán bánh tằm. Cái này bán nhiêu một bị vậy? 10.000 anh. 10.000 một bị ha. Dạ, 5 cây. Còn đây là su sa. Châu bông. Còn chè kia chè gì? Đậu xanh đánh. Chè đậu xanh đánh ha, nhìn hấp dẫn quá. Xa này 5.000 chén ha. Chị. Su sa này nhiêu tiền một chén chị? 5.000. 5.000 một chén. Để hai chén chị. Ok, rồi, ủng hộ cho hai chén. Lấy ủng hộ bánh hồng bánh tằm nữa ngon á. Em vừa em hấp chín giờ. Ăn thử đi. Bánh bánh hòn bánh tằm này hả? Nhiêu một bị? 10.000. 10.000 hả? 10.000 một bị. Ở đây có mấy cô bán đu đủ chín cây ngon quá cả gia đình ha. Có con này bánh cốm này. Này mình bán cốm gì vậy cô? Cốm dẻo em à. Ồ, cốm gừng. Hồi xưa mình làm cho giờ cũng cơm dẻo ăn. Cốm này mình bán nhiêu một bị? 30 rồi. Bị 30 ha. Ngon lắm. Sáng giờ cô mới hàng chưa? Cho ủng hộ con bị luôn. Ai đi luôn đây, lâu lâu đi. Bộ này nó có cái cọng thông hay là cái gì trong đây vậy cô? Gừng gừng. Gừng hả? Gừng à, sợ thông này giờ. Nó sợ thông. Lộn á. Dạ. Ai đi luôn. Cơm, đi. Cơm cần thiết mà. Ngon lắm, lạc sản á. Dạ. Bây giờ bỏ bì chưa? Bỏ bì với em. Dạ, bỏ bì cho con. 2 bì à, 1 bì. Dạ, 1 bì à. Dạ. Cơm ngon lắm. Bé dạ. Còn đây là bánh hòn hả cô ha? Bánh hòn không? Dạ, con có mua rồi. Dạ. Rồi, chúc con mua mày bán đắt nha. Dạ, dạ. Đây là con cô này bán khoai mì. Khoai lang, đậu phộng. Đây có chị bán bắp. Bán bánh, rau, củ, rồi cái bên này gia đình. Chợ ở đây lớn ghê luôn. Đây là bán hải sản, tôm, cá bớp, cá thu. Có hai cái chị này ngồi giữa đường bán luôn chợ. Cá róc, cá chích bự này gia đình. Cá chích này lạng ra làm gỏi ngon không? Cá chích này làm gỏi bà lai chanh hết sảy. Đây là bán cá ngừ, cá chàm nè gia đình. Đây có bán mực, bán tôm. Cái khu vực bên đây là hồi nãy mình vô đầu tiên đó là nhà lồng A nha gia đình. Còn đây là cái khu vực nhà lồng B nè. Đây là bán cá đuối nè gia đình. Mực. Mực nang bự ra luôn, mực nang, mực lá. Bắt đầu là mình vô trong cái khu vực bán cá ở chợ Phan Thiết nè gia đình. Đây là có bán ngao nè. Cá mối người ta làm sẵn luôn gia đình. Giờ là mình chỉ có úp gia vị vô thôi. Cá mó, tôm, bạch má. Ở đây là có cá phèn bự ghê gia đình. Dạ. Ồ, phèn dâu bự ghê luôn. Đây là cá nục sồ. Ở đây có bán cá đuối nhà quê nữa. Tôm dỗ, cá màu ếch, trình bông, cá đục. Ồ, có con cá rìa bự ghê luôn. Bọt hế nha gia đình. À, có người ta gọi là cá nóc hòm á.
còn đây là cá mớm. Con cho bà 100 nè. Dạ thôi bà đừng có cúi. Dạ thôi được rồi. Cá hường này gia đình. Đây là con ngao trang trang, bò dép, cá đục, cá mớm, ốc giác này rồi nè, nhìn ngon quá ha. Đây có chị này bán bánh cam. Đây có cá xay nè gia đình. Cá xay, cá ảo, cá tô con á. Dạ. Lục sò, bả trầu. Cá ghim. Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị mua may bán đất. Ở đây là bán ghẹ nè gia đình. Ở đây bán chợ cá, ở đây bán quá trời luôn. Đổ dài xuống tuốt dưới kia luôn. Bà con mình ở đây bán là không có bán trong lòng chợ nha gia đình. Chợ cá ở đây là bán kế bên chợ thôi. Có dĩa hè về ngồi bán thôi chứ không có bán ở trong chợ, trong lòng chợ như những cái chỗ chợ khác. Còn trong lòng chợ thì em chưa có vô. Là cá hố đẻn. Cá chích. Em gái này bán hải sản. Cũng là cá xay bạc má. Cá sơn bự này gia đình. Cá sơn bự này kho ngon lắm nha gia đình. Cá bò dép, cá múng, cá nục con nè. Em đang đứng ở đây là bà con đang bán hải sản ở đây, là bán cá ở đây là con đường tên là Ngô Sĩ Liên nha gia đình. Ở chợ Quan Thiết mình bán cũng đầy đủ mặt cá hết. Cá ngát sọc, cá mai cũng có luôn. Cá bóp, cá mú, cá sủ, cá cam, cá từ ngon quá. Ở đây có bán mực nang, mực bầu, cá lò, wow, cá lò ngon quá. Cá liệt. Cá máu úp á. Mặt má. Cá mối làm sẵn là róc xương làm sạch sẽ luôn gia đình. Cái này mua về là chỉ có vô gia vị úp thôi. Cái mối này mà úp hành tương hay là úp xả ớt cũng ngon. Cho chú 100. Hồi nãy là mình đi hết một vòng bên phía bên hông chợ thôi nha. Là bà con mình đang bán cá. Bây giờ em đi tiếp cái bên hông chợ thứ hai nữa. Đây là cá liệt nè gia đình, bự. Ở đây là có bán cải muối nè, cà pháo, chả hấp, chả chiên. Chè cho nước nè gia đình. Bán măng. Nhà hàng bán tò hủ. Ở đây mấy cô cá mối với mấy cô làm sẵn luôn, tiện ghê luôn. Dạ.
xương xa đổi với khuôn đẹp hả gia đình? Bánh này bánh gì vậy? Cái này bánh bèo, cái này bánh bò, cái này tuna. Bánh bò này là bánh bò lá dứa nè hả? Bánh bò lá dứa. Còn đây là bánh gì cô? Cái này là đâm xương, xương xa. Xương xa, cái này bán bao nhiêu một miếng? Một miếng 4.000 mà một chục thì 35. Còn đây là 15.000 bảy. Còn bánh bò này? Bánh bò này cũng vậy, cái từ 4.000 chục thì 35. Mua bánh bò này nè, một chén về là nhiêu? Một chén là 4.000. Mua mấy cái? Bán cho 5 cái đi cô. 5 cái 18 ngàn. 5 cái 18 ngàn. Ok. Dạ 18.56. Bánh bò chén nhìn thấy nó nở, thấy nó bông lên thấy ngon quá. Cái này mình mấy giờ là mình có bán gì cô? Dạ. Nhìn ngon quá. Bánh bèo này cái bằng bánh bèo gì cô? Này bánh bèo ngọt. À bánh bèo ngọt á ha. Chấm bèo. Ủa cái này cũng là xương xa luôn ha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Đây là chè trôi nước, chè bột lọc nè gia đình. Nhìn là thấy thèm mà phải không gia đình? Là hết một cái dãy khu B nữa nè gia đình. Hồi nãy trên đó là khu A, còn đây là khu B. Chợ Quan Thiết ở đây lớn ghê luôn. Dưới đây Bình Hồng này cũng có một cái gian hàng bán cá nữa nè gia đình. Em thấy cá là em phái rồi. Đây có cá ngăn, cá đổng. Dạ chào cô. Sáng giờ bán đỡ không vậy cô? Dạ, chúc cô mua may bán đất nha. Dạ, cảm ơn nha. Sáng giờ bán chắc có lẽ làm được 5 năm. Đây cá phèn nè. Ừ, cá phèn này nhìn ngon quá. Gia đình mình có ai đi chợ Phan Thiết nhớ ghé cái gian hàng của cô đây ủng hộ nha. Cô Tư. Cô Tư bán cá ở chợ Phan Thiết nè. Chợ Phan Thiết này mình thường thường là mấy giờ là nhóm chợ vậy cô? 5 giờ. 5 giờ sáng là đã có nhóm chợ hả? Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúc cô được nhiều sức khỏe. Dạ đẹp. Rất là đẹp, quay bên chồng cho nó đẹp. Dạ đó. Người bán cũng đẹp mà cá cũng đẹp. Còn ở đây là có bán dòm. Dòm biển đó gia đình. Cá nục. Cà mấu. Dạ dạ, chị cảm ơn. Ở đây có cái cô này bán bánh canh chả cá nè gia đình. Chả cá hấp, chả cá chiên. Ăn kèm với lại có bánh mì. Bánh canh Phan Thiết. Nhìn thấy ngon quá gia đình ha. Nhất là cái nồi nước mắm ớt á. Dạ. Ăn cho bà nó. Ở đây bán rau củ. Cái bầu nhìn dễ thương gia đình ha. Đây có một cái gian hàng bán thơm. Dừa. Cây ngò để dành giấm lửa nè gia đình. Cây ngò để dành giấm lửa. Giờ này bà con mình đi chợ cũng hơi đông rồi. Ở đây mấy anh đang sắc cà rốt, củ cải. Sắc dẻo ghê chưa. Sari bán ớt. Mấy chị này là bán đồ ở nhà mình, trồng cây nhà lá vườn gia đình.
đây là có gian hàng bán hải sản, và cái bên là có cái chị bán bánh tai giạc nhìn ngon ha gia đình. Ngon nhất là cái nước mắm đó đó. Đây là phai Bình Tinh nè gia đình. Phai mì, phai từ. Bên hông cái lòng chợ đây có một cái gian hàng bán sạch khô, là đồ khô, chẳng hạn như là tôm khô, cá khô. Đây là chuyên về bán đặc sản về khô nha gia đình. Đặc sản Phan Thiết, món thứ hai nữa là gia đình là bánh rế. Mâm ruốc Phan Thiết. Đây là bánh chén cái bên luôn, mua cái bánh chén chấm qua cái mắm ruốc là nhất cái nách. Mấy chị em mà lọt vô trong cái khu vực này là không có lối đi ra luôn. Đồ ăn vặt đầy. Bánh chén trộn, bánh chén bơ gì đầy đủ hết. Wow. Những cái món ăn vặt của các chị nữ nè. Mặn cầu xoài. Cái bên là bán bí dưa leo, bí đỏ. Chà, đứng ở đây là dễ chảy nước miếng lắm nha gia đình. Trái xay nè, me nè. Chùm ruột nè gia đình. Diêm là có hết. Ở đây có chị này bán phai mì, đậu phộng, phai từ, bóc. Từ nãy em cũng đã nói là bên phía khu A bên đây là đầu cổng chợ mình đi vô. Ở trên là em chưa có đi lên, mà ở dưới là bán đồ ăn sáng ở trong chợ gia đình. Còn bên đây là khu B, nó có cái cầu bắt đi qua luôn. Mình giờ này cũng 9 giờ rồi. Em đi vô trong lòng chợ. Nghe nói ở Phan Thiết này, ở đây ngoài đây là có những cái món đặc sản ăn sáng, chẳng hạn như là mì Quảng đồ gia đình. Mì Quảng Phan Thiết là rất là ngon nha gia đình. Anh trai, cho em nè. Cái chân em bị gì vậy? Có đi bệnh viện gì không? Có, thế nào không đi bắt buộc là... Chúc em mau khỏe nha. Bánh bò đây đổ chén bự 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 không gia đình ạ. Bánh bò lá dứa. Bánh bò nướng. Cua đỏ. Dạ em quảng cáo giùm cho chị. Rồi gia đình mình có ai đi chợ Phan Thiết tới ủng hộ em gái này nha. Đó, bán ghẹ, bán cua, cua đỏ, ốc hương. Rồi em đọc số điện thoại của em đi. 0917 0947 17 6462. Em tên gì? Rồi em Út. Bán ngay khu vực, ngay chợ, khu bơi, khu A luôn. Em Út nha, bán hải sản. Rồi, chúc em buổi sáng mua mày bán đất. Và ở trong đó bán đồ ăn sáng là gia đình. Giờ em đi vô. Gia đình vô ăn sáng với em nha.
em ra Phan Thiết mà nghe nói món mì Quảng ngoài đây là em nghe nhiều người quảng cáo mì Quảng ngon lắm. Đây là bán chè, bánh lăng. Ở đây có mấy cô bán bánh ngọt và gia đình, chè đậu xanh đánh xôi gắt xôi lụa là có hết, bánh bèo ngọt, bánh ít bánh ú là có luôn gia đình ơi, chả hấp, chả chiên. Bánh dế. Đây có em gái này gian hàng này bán chè. Chè phê mì. Chè cho nước, chè đậu rán. Chè đậu trắng. Bánh bèo đây là bánh bèo ngọt đó nha gia đình. Thì gian hàng bán cháo lòng. Trong lòng chợ đây bán đồ ăn nhiều lắm nha gia đình. Cô đây bán bánh tay giạt nè. Bánh canh chả cá, mì Quảng, heo, vịt. Nhìn thấy bắt mắt hai gia đình ha. Chay nha gia đình. Để bên đây là bán phở nè gia đình. Dạ. Để em dạo một vòng xong rồi giờ em kiếm cái gian hàng nãy em nói là mì Quảng á. Đây là có bán bánh căn nè gia đình. Bánh căn đây ăn chung với lại có xí mại, cá kho, trứng luộc, da heo nữa nha gia đình. Ăn một phần đầy đủ là 40, ăn có cá có thịt luôn gia đình. Bánh xèo khuôn nè gia đình. Tôm, thịt, mực và bột. Bỏ giá vô, đậy nắp lại. Ở đây cũng bán mì Quảng nữa nè gia đình. Cháo lòng, bánh hỏi, lòng heo, cháo vịt. Có xôi vịt nữa nha. Xôi vịt đây nè gia đình. Đây là bán cơm chay nha gia đình. Đồ chay đây bán thấy cũng nhiều món lắm á. Đây là quán cơm chay của Phương Mai ở chợ Phan Thiết. Gia đình mình có đi chợ Phan Thiết có muốn ăn cơm chay vô ghé ủng hộ cô nha. Mì xào. Dạ. Dạ đây là tiệm mì Quảng của cô Quyền. Cá kho nha gia đình. Chả hấp, xôi, gà, vịt đầy đủ. Mì xào hải sản.
đó, có quảng cáo giùm luôn. Sữa đậu xanh độc quyền ở Phan Thiết luôn. Đây là sữa này sữa gì? Sữa đậu phộng anh chị. Đây sữa đậu xanh, sữa đậu nành, rau má độc quyền ở chợ Phan Thiết nha. Nhưng mà không có thương hiệu. Dạ, sát quán cơm chay của cô Phương Mai. Phương Mai nha gia đình. Hoàng sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng. Cái này bán nhiêu một ly vậy cô? Dạ 10.000 một ly. Dạ cho một ly đi. Sữa đậu xanh. Mua ủng hộ cô. Một ly như vậy chỉ có 10.000 thôi gia đình ơi. Ngon bổ rẻ. Dạ đây. Giờ em thử cái món sữa đậu xanh độc quyền ở trong chợ của cái cô trong mới bán nè. Nó đậm ở trong miệng luôn gia đình. Thơm mùi đậu xanh lắm. Sữa đậu xanh thơm mùi đậu xanh. Nói chung là ngon. À, dạo một vòng nãy giờ là mà chưa hết trong cái lòng chợ ở Phan Thiết này luôn gia đình. Đồ ăn bán quá trời luôn. Giờ em đi kiếm gian hàng bán mì Quảng. Em vô em ăn. Em quảng cáo cho gia đình xem nha. Trong cái lòng chợ là mới có tầng ở dưới thôi nha gia đình. Chợ Phan Thiết bự ghê luôn. Đồ ăn là bán ở trong đó một dãy. Mình có mì Quảng gì chị? Em có mì Quảng vịt, mì Quảng heo, mì Quảng hải sản. Mì Quảng vịt, mì Quảng hải sản, mì Quảng heo. Thôi lấy mì Quảng vịt đi. Dạ. Mì Quảng vịt. Rồi, hai tô. Mì Quảng vịt. Lấy nạc nha chị. Đây tô mì Quảng của em đây. Thấy cục thịt chà bá là thấy đã rồi đó. Kèm thêm miếng ớt. Ớt đây có cay không mà thấy chỉ bỏ ớt quá trời luôn. Đây là kèm với lại có rau nha gia đình. Mình bỏ miếng giá vô đi. Miếng rau thơm vô nè. Tiệm mì Quảng ở đây thấy buổi sáng giờ thấy bán bà con tới ăn cũng đông. Cho nên em mới vô đây em ngồi em ăn thử. Ok. Vậy em mời cô chú anh chị cùng ăn với em nha. Mời gia đình nha. Đầu tiên mình thấp miếng nước lèo vô là thấy là Việt. Nhưng mà nó hơi ngọt chút xíu. Ngọt thì mình chan nước mắm vô. Mời nha. Nước lèo cũng ok gia đình.
trứng cút không? Cục huyết. Ngồi trong lòng chợ đó gia đình. Coi tôi kia đừng có bỏ hành về ngồi vậy. Rồi em giặt lộn xong cái tô mì quảng rồi. Tính tiền chị ơi. 70 hả chị? 70. Gia đình mình có đi đâu thì đi, khi mà có đi Phan Thiết á, nhớ ghé Phan Thiết ăn thử tô mì quảng nha. Mì quảng bán ở trong chợ lòng chợ. Ở đây bán mì quảng 35 ngàn tô ngon gia đình. Em chào chị nha, chúc chị mua mây bán đất.